Vũ Nhân, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, nước Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người vô gia cư vượt tầm kiểm soát. Các số liệu chính thức cho thấy có trên nửa triệu người vô gia cư đang sống lang thang trên các vỉa hè và đường phố của nước Mỹ, phát sinh ra các vấn đề sức khỏe, ma túy, tội phạm. Và đây là một vấn nạn lớn hiện nay của nước Mỹ. Ông David Dương là một doanh gia người Mỹ gốc Việt, đã dùng container để làm nhà cao cấp cho người vô gia cư. Và sau đây là lý do tại sao ông làm việc này. Về vấn đề của chúng tôi đang làm thì công ty này đó là công ty mới của chúng tôi vừa thành lập trong 2 năm nay. Thì gọi là Evolutionary. Như chúng tôi thì California Way Solution, chúng tôi là những người đã tìm ra những cái giải pháp về vấn đề giải quyết về vấn đề rác thải phế liệu. Và song song việc này, trong mấy năm vừa qua thì chúng tôi thấy cái vấn nạn của những người vô gia cư càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông, thấy không giảm, mà thấy ngân sách của nhà nước thì rất là nhiều nhưng mà cũng bị tắc nghẽn, là tại vì không thể giải quyết được. Có nhiều thành phố đã có những cái nơi họ muốn di dời người vô gia cư lên nhưng mà người vô gia cư lại không muốn vào vì lý do gì đó, tức là bất tiện hay như thế nào. Còn đối với chúng tôi thì những cái nhà chúng tôi lập ra thì chúng tôi làm đầy đủ tiện nghi hết, từ máy giặt, máy lạnh, tivi, internet, rồi microwave, nói chung là máy nước lạnh, nước nóng, tất cả đều đầy đủ hết, để chúng tôi tạo ra một cái sức hút để tất cả những người vô gia cư nhìn thấy cái container là họ muốn vào ngay, chứ không cần phải mà nhà nước di dời vào họ không muốn, hoặc là vào rồi họ đi ra. Thì đấy là cái mong muốn của chúng tôi để giải quyết cái vấn nạn này. Như vậy, ở phía ngoài này là sắt, ở trên là sắt, thì nếu mà rủi có hỏa hoạn xảy ra thì thoát bằng cách nào? Và những cái nơi mà trời nóng như California hoặc là trời lạnh như vậy thì nó như thế nào? Thưa, câu hỏi rất là hay, bởi vì khi chúng tôi thiết kế cái container này, tất cả quý vị đều biết xây các nhà cửa ở trên bang Cali nó rất là khó, bởi vì luật của Cali nó khó nhất trên tất cả các cái tiểu bang. Và chúng tôi đặt những container này, mục tiêu của chúng tôi là trước tiên là giải quyết về vấn đề vấn nạn của vô gia cư, mà chúng tôi nghĩ là vô gia cư nó sẽ có đầy hết tất cả các nơi, các cái tiểu bang. Thành ra khi thiết kế cái container này thì thứ nhất là chúng tôi về insulation ở giữa của container thì chúng tôi cách nhiệt và chống côn trùng, chống mốc rỉ, và cửa sổ của chúng tôi là những cửa sổ lắp đặt để mà chúng tôi đặt những nơi, thí dụ như là ở nơi gió bão như Florida có thể thổi tới 150 km/h thì cửa kính cũng có thể chịu đựng được những cái việc đó. Container này chúng tôi có thể đặt một cái nơi thật là nóng, như desert, những cái nơi mà hoang vu, và cũng như là đặt những nơi là cái như thật là lạnh, có tuyết này kia nào. Thì tất cả những cái đó chúng tôi đều, đội ngũ chuyên gia kỹ sư chúng tôi đã suy nghĩ rất là kỹ trong vòng 2 năm qua, cho nên chúng tôi mới đưa đến một cái container này có thể đặt bất cứ một nơi nào, một nơi đâu thì quý vị cũng có thể là sống được ở trong này, mà cái mình có thể là giữ được độ ẩm cũng như độ mát ở trong cái nhà bất cứ thời gian nào. Thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, Vũ Nhân đang đứng đây là một cái căn nhà một phòng, và thưa quý vị thấy đó, đây là cái bậc đi lên, và quý vị thấy đây là cái tay nắm, và có cái đường đi lên để cho cái mấy người handicap đi lên. Và cái điều đặc biệt Vũ Nhân thấy đây là cái cửa rất là chắc để chống lại cái nóng và cái lạnh của nước Mỹ, có nhiều nơi mà rất là lạnh và rất là nóng. Và quý vị cùng Vũ Nhân đi vào thăm trong này để thấy cái đây là cái nhà một phòng nó như thế nào. Ở đây có cái sofa bỏ xuống, ở đây là mình coi tivi, rồi trong này cũng có chỗ rửa tay, restroom. Đây là phòng tắm. Đó, quý vị thấy không? Đây, quý vị thấy nước xuống. Thưa quý vị, đây là cái máy điều hòa lạnh hoặc là nóng tùy quý vị. Đi vào đây mình cứ tưởng là đi vào ở trong một cái khách sạn vậy quý vị. Đây là cái tivi, màn hình, và cái đèn này là để cho nó rủi mà khi mà tắt điện á, mình cũng có điện để mình xài. Cái bàn, cái bếp nấu ăn, cái lò, và toàn là đồ hiệu không à. Đây là cái máy rửa chén, cái chỗ rửa chén và rửa tay gì đó. Đây, microwave. Wow. Và cái điều đặc biệt là cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây, tủ lạnh. Wow. Đây là cái tủ lạnh. Và đây là cái máy giặt. Và thưa quý vị, đặc biệt cái máy giặt này là giờ máy giặt, máy sấy luôn.
Cái điều quan trọng nữa, như một cái nhà bình thường. Đây, đây là cái cầu chì trong nhà, quý vị thấy không? Giống y một cái nhà bình đó. Và alarm để mà báo khi mà có rủi, có quả quạng rồi gì thì đây là nước nó phun ra. Và Vũ Nhân mời quý vị đi vào trong một cái phòng. Đây là một cái giường. Quý vị thấy cái giường này rất là chắc. Quý vị thấy không? Cái điều đặc biệt á, quý vị nhìn ra phía sau. Đây là một cái cánh, đây là cái cửa. Và cái cửa này á, để chi? Để khi mình để xuống mình có thể ngắm được cái cảnh phía sau, hoặc giả là rủi có chuyện gì cháy nhà hay là cái gì mình cũng mở cửa này mình chạy phía sau được. Tôi thấy quá đẹp. Là tủ quần áo. Thưa quý vị, đây là một cái ngôi nhà đầu tiên, mình sẽ đi qua một cái ngôi nhà thứ hai nữa. Hồi nãy là một phòng một giường, còn bây giờ đây là cũng kích thước cũng giống nhau nhưng mà đây là hai giường. Thưa quý vị, cái điều đặc biệt là bên này thì nó có hai cái giường, một cái giường trên, một cái giường dưới, có thể là một cặp vợ chồng. Rồi trên này thì có một người đứa con nữa đúng không? Cặp vợ chồng, đứa con thì cũng Vũ Nhân nghĩ là sẽ ở một cái phòng này rất là thoải mái. À thưa quý vị, trên cái giường này nó có cái tủ nữa. Ồ, đầy đủ tiện nghi quá. Tức là một ngôi nhà rất là lý tưởng. Rồi, quý vị thấy cái bàn. Tức là đầy đủ tiện nghi một nhà. Máy điều hòa không khí. Quý vị cùng Vũ Nhân đi ra phía sau để coi thử cách thiết kế nó như thế nào. Khi mà mở cửa này ra, đây là cái cửa phía sau á thưa quý vị. Đó, mở cửa ra thì quý vị sẽ thấy đây, một cái view khi mình ở trong này mình nhìn ra phía ngoài mình thấy hết cái view rất là đẹp. Và cái điều quan trọng nữa, cái quan trọng của cái này đó, đây là một, cần phải biết cái này, trong cái ngôi nhà này quý vị thấy có hai cái máy lạnh và đồng hồ điện, đồng hồ nước và đồng hồ điện, có nghĩa là như một cái căn nhà bình thường của quý vị, rất là chắc. Đây cửa sổ quý vị. Thưa quý vị, đây là cái ống nước từ trong nhà, nước thải từ trong nhà sẽ bắt ra đây. Và khi mà quý vị đặt ở những cái nơi mà cho những người homeless ở hoặc là nhà ở thì cái ống nước này sẽ được bắt chung với lại những cái ống nước của thành phố. Đây là một cái rất là tiện lợi. Có một điều là những người Việt của mình, người Mỹ gốc Việt, người ta rất là sợ xài đồ của Trung Quốc. Thì trong cái này, những cái đồ đạc mà bỏ trong này, tiện nghi mà bỏ trong này, từ internet cho tới máy giặt, máy sấy, tủ lạnh hoặc là bàn ghế hoặc là những cái vật liệu trong đó, thì ông có đồ của Trung Quốc hay không? Thưa, container này là container 40 feet và cái chu vi mà ở được ở bên trong là 130 feet. Và dĩ nhiên như tôi nói là tất cả những cái nhà này của chúng tôi bán thì là đã được coi như bang California cấp phép fully, tức là đầy đủ hết tất cả các thứ, từ điện nước, đường điện, đường nước, coi như là đường bóng đèn, tất cả những thứ là đều trải qua một cái sự mà kiểm tra của chính phủ bang California, của các cơ quan ban hành, và đã cho phép như vậy. Thành ra là khi container này chúng tôi giao bán ra thì nó container đã được coi như giấy phép của mỗi một container, đó là giấy phép của mỗi một căn nhà. Tất cả những cái thứ mà quý vị thấy được ở trong container này đều là sản xuất ở tại Hoa Kỳ. Và cũng như có một số là sản xuất ở tại Mexico. Thí dụ như gạch, granite, tất cả thứ để chúng tôi cắt để mà làm bàn, làm lót trong đó, hoặc là ghế, thì tất cả những thứ đó là đều là ở bên Mỹ hết chứ không phải là tại Trung Quốc. Bởi vì chúng tôi muốn làm tất cả những sản phẩm này, sản phẩm là xuất xứ từ Hoa Kỳ là đặc biệt, và kế đến là từ Canada hoặc là Mexico, thì như vậy chúng tôi dễ dàng coi như tiêu thụ cái hàng hóa của chúng tôi trên đất Mỹ hơn. Mà nói như vậy thì cộng đồng người Việt ở các nơi người ta có cái nhu cầu về vấn đề này thì liên lạc như thế nào? Thưa các bác, thì chúng tôi sẽ có cái website để đưa ra. Hiện nay thì bây giờ cho tới cuối năm chúng tôi vẫn tập trung để làm những hợp đồng với tất cả các cấp chính quyền ở bang Cali, đặc biệt trong bang Cali, để giải quyết vấn đề vấn nạn của vô gia cư trước. Và sau đó thì chúng tôi mới bắt đầu bán rộng rãi ra trên thị trường. Mục tiêu chính của chúng tôi là cái solution của chúng tôi là làm sao để giải quyết, giúp cho chính quyền giải quyết được các cái vấn nạn về vô gia cư, đặc biệt là như tôi nói là phụ nữ và trẻ em. Vũ Nhân, cảm ơn thời giờ của ông dành cho đài truyền hình SPTN. Cảm ơn Vũ Nhân và cảm ơn quý vị khán thính giả của SPTN. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SPTN.